Bất ngờ một cô gái không phải Nhã Phương công khai là vợ của Trường Giang. Không chỉ Nhân Từ là vợ của Trường Giang, Diệu Nhi còn hài hước tiết lộ rằng mình vừa sinh em bé khi khách mời trong một chương trình game show. Diệu Nhi được biết đến là nhân tố tài năng trong làng hài kịch Việt. Cô nàng sinh năm 1991, này sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bằng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng cùng gương mặt đậm chất giải trí. Ngoài khả năng hoạt ngôn, Diệu Nhi còn được khán giả yêu mến nhờ sự lan xả hết mình trong khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Mới đây, Diệu Nhi đã trở thành khách mời của một chương trình ẩm thực do Trường Giang thể hiện. Với phong cách dí dỏm, cây hài Diệu Nhi còn cùng 10 khói Trường Giang mang đến cho khách khán giả một hành trình khám phá văn hóa ẩm thực đầy thú vị tại vùng đất Tam Kỳ. Ngay khi vừa xuất hiện, Diệu Nhi đã hóa thân thành vlog triệu view Quỳnh Trần với câu chào quen thuộc: "Xin chào cô chú, xin chào các bạn." Ngoài việc kết hợp trang phục cùng phụ kiện độc đáo, màn đối thoại tương tự của Diệu Nhi trong phần mở đầu khiến người xem không khỏi thích thú. Nếu như lập tức Ngô Kiên Huy phải trải qua thử thách gian nan dùng bột mì để bắt cá đối tại Đà Nẵng, thì trong tập này Diệu Nhi lại được trải nghiệm bắt tôm cua cá bằng thuyền thùng. Tại đây, sau màn trò chuyện với người dân Trường Giang dí dỏm đùa rằng Diệu Nhi là vợ của mình, ngay lập tức Diệu Nhi cũng khẳng định mình là vợ của Trường Giang. Màn tung hứng đáng yêu của hai người khiến khán giả bật cười sảng khoái. Trường Giang: "Tôi lấy Nhã Phương được 3 năm, gặp đủ mọi chuyện." Trường Giang trải lòng về cuộc sống hôn nhân với Nhã Phương sau 3 năm về chung nhà. Gần đây, đoạn clip Trường Giang xuất hiện tại lễ cưới khiến dân mạng chú ý. Được biết, nam danh hài đảm nhận vai trò MC ở sự kiện diễn viên phim Siêu Sao Siêu Ngủ gây xúc động khi có chút trải lòng về gửi lời nhắn nhủ đến cô dâu chú rể về chung nhà. Đặc biệt, anh cho biết kể từ ngày lên xe hoa cùng Nhã Phương, cuộc sống hôn nhân của họ đã trải qua không ít thăng trầm. Bởi lẽ cuộc sống của các cặp đôi trước và sau khi cưới hoàn toàn không phải màu hồng. Trường Giang tâm sự: "Chú lấy vợ được 3 năm rồi, gặp đủ chuyện mỏi hết trơn. Cái này chú nói thiệt lòng, lúc mới yêu nhau có đám cưới nó khác, lúc cưới nhau, rồi thì cuộc sống vợ chồng có nhiều khá vấn đề, giận hờn, hạnh phúc có, vui buồn có." Đồng thời, ông xã Nhã Phương chia sẻ bí quyết giữ lửa khi vợ chồng gặp cảnh cơm không lành canh không ngọt. Nam danh hài nghẹn ngào nói: "Chú chỉ khuyên một câu, sau khi chú đã trải qua nhiều năm, đó là sao trong cuộc sống của vợ chồng, con cái dù chuyện gì xảy ra, dù có vui, có giận, hờn, thì vợ chồng đừng chọn cách ai đúng ai sai, hãy chọn hạnh phúc, đơn giản vậy thôi." Trong đoạn clip, khi chia sẻ đã trở nên thịnh hành và lan truyền trên các mạng xã hội, đa số khán giả bày tỏ đồng cảm trước lời nhắn nhủ sâu sắc của Trường Giang. Đồng thời, nhiều cư dân mạng cũng dành sự ngưỡng mộ về cuộc sống viên mãn của vợ chồng giám khảo thách thức danh hài. Một số tài khoản bình luận dưới: "Yêu Trường Giang quá đi, đúng là không nên chọn ai đúng ai sai mà hãy chọn hạnh phúc. Câu nói của anh đơn giản mà thấm thía quá. Người đàn ông của gia đình nghĩ về hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã truyền cảm hứng đến tình yêu." Trường Giang kết hôn với Nhã Phương vào cuối năm tháng 9 năm 2018. Sau thời gian sống chung, cả hai đón cô con gái đầu lòng vào năm 2019 để đảm bảo an toàn nên gia đình hạn chế lộ danh tính bé trên mạng xã hội. Từ khi trở thành trụ cột gia đình, Trường Giang cho biết anh tập trung làm lụng để chăm lo đời sống vợ con. Trong một game show, nam diễn viên từng gây bất ngờ khi hé lộ: "Tôi ít khi nào thấy vợ ngồi hay nằm, vì mọi khi đang ngủ sớm, tình mơ tôi phải dậy đi làm. Về nhà, tôi về lúc vợ con đã vào giấc mộng, chỉ dám rón rén vào ngủ. Dù bận rộn nhưng nam danh hài luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cạnh gia đình."